Sáng thế ký, chương 9, huấn thị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban phước cho Noê và các con trai ông. Ngài nói với họ rằng, hãy sinh sản và gia tăng, làm đầy địa cầu. Tất cả các loài thú vật trên mặt đất, các loài chim trên trời, các loài sống động trên đất và các loài cá dưới biển đều sẽ kinh hãi, khiếp sợ các con. Chúng đều được giao phó vào tay các con. Mọi loài vật bò trên đất sẽ dùng làm thực phẩm cho các con, cũng như cây, rau xanh mà ta đã ban cho các con. Nhưng thịt còn mạng sống, còn máu thì các con đừng ăn. Chắc chắn ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại mọi loài thú nơi tay loài người, và ta sẽ đòi lại nơi tay mỗi người mạng sống của đồng loại nó. Kẻ nào làm đổ máu người sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Vậy các con hãy sinh sản và gia tăng nhiều gấp bội trên đất. Đức Chúa Trời nói với Noê và các con trai đang ở với ông. Bây giờ ta lập giao ước với các con và dòng dõi mai sau của các con, và với mọi loài sinh vật ở với các con, với loài chim, loài súc vật, loài dã thú trên đất, với tất cả các loài vật đã ra khỏi tàu, tức là mọi loài vật trên đất. Ta lập giao ước ta với các con, mọi loài sinh vật sẽ không bị nước lụt trừ diệt nữa, sẽ chẳng bao giờ có nước lụt tiêu hủy mặt đất nữa. Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu về giao ước ta lập giữa ta với các con và mọi loài sinh vật ở với các con cho đến các thế hệ về sau. Ta đặt cầu vồng của ta trên mây, nó sẽ là dấu hiệu về giao ước giữa ta và địa cầu. Khi nào ta góp mây trên đất và cầu vồng hiện ra trong mây, thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta lập cùng các con và cùng mọi loài sinh vật, và nước sẽ chẳng trở thành hồng thủy tiêu diệt mọi sự sống nữa. Khi cầu vồng mọc lên trên mây, ta sẽ thấy nó mà nhớ lại giao ước đời đời giữa ta và mọi sinh vật sống trên mặt đất. Vậy Đức Chúa Trời nói với Noê, đây là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta với mọi loài sinh vật trên đất. Các con trai của Noê. Các con trai của Noê đã ra khỏi tàu là Sem, Cham và Japhet. Cham là cha của Canaan, đó là ba con trai của Noê. Do họ mà có loài người tràn ra khắp mặt đất. Noê là nhà nông nên bắt đầu trồng một vườn nho. Ông uống rượu, say và làm trần truồng trong trại mình. Cham, cha của Canaan, thấy cha mình trần truồng thì kể lại cho anh em mình ở bên ngoài. Sem và Japhet lấy áo vắt lên vai mình, rồi đi tụt lùi đến che đắp sự trần truồng của cha mình. Mặt họ nhìn về phía trước, nên chẳng nhìn thấy sự trần truồng của cha mình. Khi Noê tỉnh rượu, hay biết được điều đứa con thứ đã làm cho mình, thì nói rằng, nguyện Canaan bị rủa xả, nó sẽ làm nô lệ thấp hèn cho các anh em nó. Ông tiếp, chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời của Sem, nguyện Canaan phải làm nô lệ cho Sem. Nguyện Đức Chúa Trời cho Japhet phát triển, nó sẽ sống trong trại của Sem, và Canaan sẽ làm nô lệ cho nó. Sau trận lụt, Noê còn sống được 350 năm nữa, hưởng thọ được 950 tuổi, rồi qua đời.